Kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của Chúa Nhật 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử, vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng, hãy nói cùng những người đã được mời rằng, này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và xúc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi, người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi khi vua nghe biết liền nổi cơn thịnh nộ sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng tiệc cưới đã dọn sẵn sàng nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự vậy các ngươi hãy ra các ngã đường gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới các đầy tớ liền đi ra đường gặp ai bất luận tốt xấu đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới vua liền nói với người ấy rằng này bạn sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới người ấy lặng thinh bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng trói tay chân nó lại ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chắc có lẽ mọi người chúng ta đã từng được tham dự một tiệc cưới của người thân, của bạn bè. Trong tiệc cưới đó có rất nhiều bàn tiệc, nhiều món ăn ngon, cùng với khung cảnh tươi sáng và bầu khí hân hoan vui mừng. Tiệc cưới có người chủ tiệc, có cô dâu chú rể và rất nhiều khách dự tiệc cưới. Các bài đọc lời Chúa của Chúa Nhật 28 thường niên năm A hôm nay cũng trình bày cho chúng ta một tiệc cưới, tiệc cưới nơi thiên quốc. Bài đọc 1 trích trong sách tiên tri Isaiah ở chương 25 qua đó, tiên tri Isaiah loan báo một bữa tiệc do Thiên Chúa thết đại muôn dân, có thịt béo, rượu ngon. Qua bàn tiệc này, Chúa sẽ cất khỏi họ nỗi ưu sầu buồn bã, sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, vì Ngài là đấng cứu đồ họ. Bài đáp ca trích từ Thánh Vịnh 22 nói rằng Chúa là vì một tử nhân lành, người chăm lo cho đoàn chiên là chúng ta luôn được no đủ, đồng thời bảo vệ ta khỏi mọi hiểm nguy, để ta luôn được bình an, hạnh phúc mà sống với Chúa. Còn bài tin mừng theo Thánh Matthew trích ở chương 25 cho chúng ta khung cảnh Đức Giêsu dùng dụ ngôn để nói với các thượng tế kỳ mục của Israel. Dụ ngôn tiệc cưới nước trời gợi lên một bữa tiệc vui của Thiên Chúa mà mọi người đều được mời gọi vào tham dự. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu nói lên hai điều này. Thứ nhất, ơn cứu độ hay nước trời được ưu tiên dành cho người Do Thái, nhưng vì người Do Thái đã tỏ ra hờ hững, bất xứng với sự ưu tiên ấy, nên sự ưu tiên đó đã được trao cho các dân tộc khác. Thứ hai, là để được vào nước trời tham dự tiệc cưới thì cần phải có một nỗ lực cá nhân để trở nên xứng đáng với nước trời, tức là phải mang áo cưới. Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài mở rộng cửa để đón tiếp mọi người vào dự bàn tiệc nước trời. Lời mời gọi có tính cách rộng rãi, Ngài mời gọi mọi người không trừ một ai, dù tốt, dù xấu, miễn là phòng tiệc phải đầy người. Nhưng một số người lại từ chối. Những vị khách đầu tiên, những người được mời là những nhân vật có thế giá. Khi lời mời gọi được gửi đến thì họ đang bận rộn với công việc riêng của họ. Thánh Matthew ghi lại hai lý do, người thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn bán. Điều đó có ý nói rằng, quá mê làm ăn có thể kéo ta xa Chúa và quá lo hưởng thụ cũng có thể kéo ta xa Chúa thực ra hai lý do ấy không cấp bách đến nỗi phải lập tức làm ngay đến nỗi phải từ chối lời mời ưu ái của nhà vua tuy nhiên đó là hai nguyên do khiến nhiều người chối từ lời mời của thiên chúa như bận rộn với công việc làm ăn lo việc này việc kia mà quên cả lễ chủ nhật đi làm hết sáu ngày trong tuần chủ nhật chỉ có một giờ để dành cho chúa để thờ phượng chúa cũng không thực hiện nổi. Điều đó thật đáng buồn và đáng trách. Trước sự từ chối của dân Do Thái, Thiên Chúa quay sang dân ngoại, mời họ vào nước trời cho thật đông để họ được thưởng thức những cao lương mỹ vị mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho họ. Họ là những người ở ngoài đường phố, có cả người tốt lẫn người xấu, họ không có địa vị xã hội cao quý như nhóm thứ nhất được mời, nhưng ít nhất họ đã chấp nhận lời mời tuy nhiên muốn vào dự tiệc nước trời thì cũng phải có điều kiện đó là phải mặc áo cưới chúng ta có thể coi chiếc áo cưới là phần nối tiếp của dụ ngôn khách mời dự tiệc hoặc coi như là một dụ ngôn riêng mở rộng ý nghĩa câu chuyện trước trong câu chuyện ở đây có một thực khách dự tiệc của nhà vua nhưng không mặc lễ phục nên đã bị tống giam điều này chắc phải làm chúng ta thắc mắc những người đang ở ngoài đường thì làm sao có sẵn áo cưới mà mặc chúng ta nên nhớ đây là một dụ ngôn nghĩa là các chi tiết ám chỉ đến một ý nghĩa nào đó mặc dù lời mời được ban cho một cách tự do thì vẫn có những tiêu chuẩn để được dự bàn tiệc nước trời nếu bữa tiệc cưới là hình ảnh của nước trời thì chiếc áo cưới tượng trưng cho nếp sống phù hợp với nước trời tự nhiên được mời vào nước trời đã là một hồng phúc thì để đáp lại phải có một nếp sống phù hợp với nước trời chiếc áo cưới ở đây tượng trưng cho cách sống cho những việc lành để xứng đáng dự tiệc với thiên chúa cần phải có một thái độ nội tâm được biểu trưng ở đây bằng y phục lễ cưới thực khách có lỗi đã không trình bày được những việc lành cần phải có để được vào nước trời cũng có thể hiểu chiếc áo cưới chính là sự hoán cải trở về tức là tinh thần sám hối chân thật ăn năng hoán cải thực lòng trở về cùng chúa đó chính là chiếc áo cưới thiên chúa đòi chúng ta khi chúng ta bước vào bàn tiệc của ngài vậy thiên chúa đã quảng đại mời gọi chúng ta dự tiệc cưới và chúng ta có thể vui mừng vì điều này nhưng mỗi người chúng ta cũng phải tự chất vấn mình về thái độ nội tâm về các lời nói và hành vi của mình những điều đó có phù hợp với những gì thiên chúa mong đợi nơi chúng ta không có phù hợp với sự công chính của nước trời không chúng ta có mặc áo cưới thực sự không chúng ta có bước vào nhà thờ tham dự bàn tiệc với chúa và anh chị em thực sự không hay chỉ đứng ngoài hiên ngoài sân ngoài cổng nhà thờ ước gì thiên chúa có thể thấy chúng ta ở trong tình trạng dự bữa tiệc thực sự của người amen